Hello, xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay Hiền sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các anh chị cách tính quà giảm 50% của chương trình nhà phân phối thân thiết tại Oriflame ha. Và để đạt chuẩn cái chương trình nhà phân phối tại Oriflame này thì chúng ta cần một cái điều đơn giản nhất, đó chính là đạt 225 điểm BB doanh số cá nhân thì chúng ta sẽ đạt được cái chương trình nhà phân phối thân thiết của Oriflame. Và khi đạt cái chương trình này thì chúng ta sẽ có quyền lợi là mua hai sản phẩm giảm 50% trên cái giá giảm của nhà phân phối. Có nghĩa là các anh chị là nhà phân phối của Oriflame, các anh chị đã được giảm 23% rồi, thì đạt chuẩn chương trình này các anh chị còn được giảm thêm 50% nữa. Đó là một cái con số rất là tuyệt vời. Và để được biết cái sản phẩm đó mình mua theo chương trình quà nhà phân phối thân thiết mình sẽ tính như thế nào thì Hiền sẽ có một cái công thức sau đây cho các anh chị dễ tính. Đó là giá màu đen, có nghĩa là giá khách hàng là giá catalog đó, chia cho 1.3 và nhân với 0.5. Tại sao mình lại có công thức này? Giá catalog chia 1.3 thì có nghĩa đó là giá giảm 23%, mình sẽ ra giá nhà phân phối nhân 0.5, bởi vì là mình chỉ mua cái sản phẩm đó chỉ với 50% giá của sản phẩm thôi, thì chúng ta sẽ có công thức giá catalog chia 1.3 và nhân 0.5. Thì ở đây Hiền có một cái ví dụ là một cái chai nước hoa 699.000. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính ha. Hiền sẽ mở máy tính lên để tính cho các anh chị xem đây. Đây, chúng ta sẽ có một chai nước hoa giá là 699. Thì chúng ta sẽ chia 1.3 nè bằng nhân với 0.5 nè. Đó, sẽ ra giá là 268.000 đối với cái chai nước hoa mà 699. Mua chương trình nhà phân phối thân thiết thì chỉ trả có nhiêu đây thôi. Rồi, thêm một cái ví dụ nữa ha. Chai nước hoa này đi. Chai này là 1.090.000 nè. Thì chúng ta sẽ tính như sau. 1.090.000 chia 1.3 ha để ra giá giảm nhà phân phối nè bằng rồi nhân 0.5. Đó, và chai nước hoa này chúng ta chỉ trả 419.000 thôi. Đây. Đó, thì đây là một cái chương trình rất là tuyệt vời mà Oriflame đang áp dụng cho tất cả nhà phân phối của chúng ta khi chúng ta đạt chuẩn 225 điểm BB. Không phải là một mà chúng ta sẽ được tới hai sản phẩm tùy chọn ha, trừ sản phẩm wellness ra thì tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta yêu thích chúng ta đều được chọn để chúng ta mua vào cái chương trình giảm 50% này. Ok. Các anh chị có điều gì không hiểu hoặc là có vấn đề gì thắc mắc thì cứ liên lạc với Hiền nha. Hiền sẽ hỗ trợ và giải đáp cho tất cả các anh chị rõ hơn. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã tham gia xem clip cách tính quà giảm 50% dành cho nhà phân phối thân thiết của Oriflame ngày hôm nay của Hiền nha.